chào các bạn, hiện giờ là 14 giờ 15 phút. Ở vị trí Phú Thọ đang có mưa đá rất to. Vâng. Rụng hết cả lá xấu đang xanh và rụng. Hôm nay là chiều mùng 1 Tết. Lá xấu xanh rụng khắp đường. Đây hạt đá to bằng ngô. Đá rơi vỡ đầu hay như nào? Đi vào. Mưa đá rất to bạn nhớ. Đá bắn tung tóe. Vỡ đá rồi. Chúng ta đá mới chạy theo dòng. Bao nhiêu năm nay không có đúng không? Đúng có. Ngày mùa Tết là mưa rào sấm chớp. Mưa đá ở miền Bắc là hiện tượng lạ. Không. Trước và sau. Tết thì có. Trước sau Tết nhưng mà vào ngày mùng 1. Mưa rất là lớn. Lại đá tiếp này. Lần này đá nhỏ hơn. Đá bắn ở trên mái tôn rất nhiều.
Đá này to bằng hạt thóc. Đấy, đá rơi nổi cổ đấy. À bắn súng kìa.